hôm nay bữa đầu em tập lái xe đúng không? Dạ. Rồi lên đây, anh sẽ hướng dẫn em đánh lái chuẩn nhất. Trời ơi, chưa trời chưa chật mà thầy bắt em ra đây học xe. Sao thầy không để chiều chiều tới tối thầy? Trời. Trời ơi, em biết thầy cũng đi mẹt rồi. Mà mấy người đi mẹt thường thường tối bận lắm em. Ừ, tối nói chung là khách hàng nữ được nhiều. Nói chung là thông cảm cho thầy đi. Thầy chỉ gán được dành cho em một buổi trưa này để thầy chỉ em đánh lái thôi đó nha. Thông cảm với thầy nha. Dạ, dạ, dạ. Chứ giờ em không thông cảm thì em không làm cái gì thầy đâu. Ừ. Rồi, bây giờ á, để đánh được cái vô lăng á thì chúng ta phải khởi động xe lên. Tại vì á, nếu không khởi động xe lên thấy vô lăng nó cứ ngắt này không? Đấy, rồi khởi động bằng cách nào? Đạp cái chân thắng, cầm cái chìa khóa đây đó, tiếng xe kêu đã không đó. Rồi giờ vô lăng đánh được rồi nè. Rồi bây giờ cái vô lăng này á là người ta chia thành bốn góc đó, là tưởng tượng cái đồng hồ nha, tưởng tượng đây là cái đồng hồ. Đây là mấy giờ? Giờ 12. Rồi đây mấy ba rồi. Rồi giỏi nè. Rồi tay phải á thì cầm về góc 3 giờ. Tay trái á cầm về góc 9 giờ đó. Rồi chúng ta dùng hết sức bình sinh. Nó mình đánh qua đánh lại vậy nè. Nó đánh qua đánh lại vậy nè. Nó không, em có tập game đúng không? Dạ có đó. Em có tập game á thì em càng phải đánh mà nhanh hơn nữa. Em dùng lực dai nè, cái lực dai đánh lắc qua vậy nè. Nó biết không, lắc nó gặp cua quẹo là cứ đánh xe thầy á nó rất là an toàn, thấy không? Nó mà cảm thấy gần va chạm là tụi nó thắng rồi hả? Em yên tâm đi, không có đụng gì đâu, cứ đánh thoải mái nha. Nhưng mà em đi mấy xe cùi hơn thì thầy không biết, thầy không có đảm bảo được cái vấn đề đó. Rồi à, đánh lái như nè. Dán đi em. Sống mà phải mục tiêu phấn đấu rồi kiếm tiền mua mẹt đồ đi với người ta, đi mấy xe cùi hoài. Thầy đánh hỏi tay không thầy? Em hỏi rồi đó. Tại em có tập game, thầy tập vụ khác không à. Ủa mà sao thầy có kinh nghiệm đánh lái ghê vậy? Thì tâm sự với em luôn là hồi đó thầy xuất thân từ ngày mà lái đò. Ba thầy là lái đò. Đó, anh thầy lái đò cũng được mấy năm đó. Xong rồi cái người ta xây cầu, cái thầy mới chuyển là lái máy cài đó, là mà lái máy cài lái đâu cũng được mấy lần á, rồi gượt mấy con trâu chạy quá trời luôn, ba sợ quá không cho lái nữa, cứ kêu học lái ô tô nè. Rồi thầy mới lên á thì học lái ô tô nè, lấy bằng học lái ô tô đi nè. Đấy, thấy chưa, thấy tụi thầy khổ không. Bán trâu mà mua được mẹt luôn hả? Trâu nhà thầy bán trâu sỉ không đó, thầy bỏ sỉ cho mấy cái mà quán mà lẩu trâu lẩu bò gì đó. Ừ, em cứ nghĩ thầy bậy bạ không à. Rồi bây giờ em qua đây đi, em lái đi, em tập. Dạ. Đánh lái đi nha. Dạ. Rồi thầy đi ra đây chút nha. Dạ. Rồi lái xong rồi kêu thầy nha. Dạ. Rồi ok. Chưa, đợi thầy xíu. Quỷ nào đậu xe giữa đường nè, để thầy lái này. Vậy luôn hả? Trời ơi, tập tạ kim cơ bắp khỏe lực tay lớn. Mình phải đánh vô lăng cái kiểu khác em. Đừng có đánh vô lăng cái kiểu này, tướng đi nó xấu lắm. Mà mình sống là nhờ hình ảnh không mình xấu. Thôi, uống điều bột cao rồi. Nào. Uống điều bột cao rồi tập xong về mở vlog của sếp lên coi nha. Sếp chỉ đánh vô lăng dành cho gamer luôn. Đi xây dựng đời Dreamer đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai
chữ ngạo thiên.